Ok. Này thiền Tây Tạng này. Trái, sau, phải, trước, ngồi du lắc hoàn toàn. Ngõ chợ Khâm Thiên mà. Chùa Mỹ Quang. Ừ, ngõ chợ Khâm Thiên. Xoay người đừng đừng có lắc cái đầu này, đầu nó theo thân. Trái sau phải trước. Tập ở chùa đấy buổi sáng thích lắm. Không khí trong lành. Tập mùa đông lúc đầu đến đang lạnh lạnh, vận công cái người nóng đã. Tranh thủ cái mùa đông này tập khí công. Tập khí công mùa đông tác dụng gấp 3 lần bình thường. Khí phế, khí thận rất là mạnh. Người nào mà yếu thì mùa đông này là mệt. Khỏe thì không sao. Rồi, mở khớp này. Tay trên đầu gối, mở khớp chân ra, luyện ngồi thiền. Xoay trong ra ngoài. Xoay thật là tròn mang cả chân đi. Trải lên. Gym mà. Trên là phòng gym, dưới là phòng khí công. Ừ. Bây giờ đã trưng dụng thành phòng khí công rồi. Chân phải xoay. Rồi, ép khớp háng. Rồi, thẳng chân ra. Chân trái kéo lên. Ép đầu gối chân trái chạm sàn. Tay phải kéo chân về phía người mình. Thẳng người, đừng có nghiêng người theo. Thẳng người. Rồi, bật khớp háng này. Đấy. Trái thẳng, phải lên. Ép khớp háng xuống chạm sàn. Kéo chân về phía người mình, bật. Rồi, ngồi bán ra kết giải nhé. Hôm nay ngồi bán giải đi, nữ bắt chân trái lên, nam bắt cái chân phải này lên, thành ngồi bán giải rồi. Kết giải có hay nấu mà bán giải cũng hay, bán giải này người nó lỏng, ngồi nó lâu, nhập định nó dễ hơn. Sảng khí 3 lần, ngồi thiền mà sợ sảng khí nhá, hít. Thở miệng, hít vào phình bụng, thở hóc bụng. Rồi, hô phải để chân xuống mặt sàn, chỉ có mông ở trên đệm thôi, đấy, thì lưng nó mới thẳng. Đấy. Mục đích ngồi đệm là thế mà. Chúc nhìn khung hình đẹp rồi đúng không? Ừ. Rồi, ngón cái chạm ngón trỏ đi. Ấn vô ý để đầu gối lưng thẳng, quan trọng nhất là lưng thẳng, thả lỏng người, quan sát cái hơi thở và cái thân của mình đang ngồi thiền. Bước 1, quan sát hơi thở và thân.
Rồi sang bước 2 nhá. Thở bụng này, hít vào, bụng phình ra, thở ra bụng hóp, hơi thở qua khỏi đầu mũi, đếm số 1 trong tâm. Hít vào bụng phình, thở hóp, hơi thở qua đầu mũi, đếm số 2. Hít vào phình, thở ra hóp, qua đầu mũi đếm 3, tuần tự 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi đếm lại, thở 1 nhá. Bắt đầu, số tức đấy. Nhưng mà số tức hơi thở bụng, cao cấp, tinh hoa. Rồi, mở mắt ra nhá. Hôm nay luyện 10 5 10 nhá. Hơi thở 10 5 10 này. Hít vào bằng mũi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, phình bụng. Kéo hõm môn lên, nín thở 1 2 3 4 5. Hóp bụng lại, thở ra miệng. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi, tiếp tục này, hít này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, phình bụng, nhíu hõm môn. Nín thở 1 2 3 4 5. Hóp bụng lại, thở ra miệng. 1 đến 10. Nhớ thở miệng, hé miệng ra thôi. Đấy, đừng có há to, hé nhỏ này. Rồi, 10 năm 10, hơi thở thải độc, hơi thở cân bằng âm dương, hơi thở phát sanh trí tuệ.
bỏ khẩu trang ra dễ thở đấy. Chứ không thở miệng mà có khẩu trang nó khó. Miệng thở rất là nhẹ nhé, nhẹ thôi.
Mọi người thở tự nhiên nhá, thở tự nhiên. Để tâm vào đan điền, ngay dưới rốn mình. Dưới rốn mình thấy có vòng tròn màu đỏ được kính 3 cm ở đan điền. Để tâm vào đấy. Rồi xả khí này, hít mũi, thở miệng. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sao nóng. Xả phần thân, áp vào mắt. Mặt. Xoa. Mùa đông mà tập xong bây giờ như mùa hè luôn. Người nóng. Khí huyết nó thông. Thấy người mình còn nóng là biết thận mình còn khỏe nhá. Còn sau này mà thận yếu là người lúc nào lạnh toát. Mấy ông chạy thận suy thận mùa đông là kinh khủng lắm. Vì thận nó phải bơm khí thì khí đến thì huyết mới hành được. Huyết nó hành thì người nó mới ấm nóng được. Thiếu máu, thiếu khí là không nóng. Đấy. Cái ông này là quan trọng. Rồi sao nóng này. Này, tuyệt chiêu vuốt tai mau dầu này, kéo giấy tai nó dầu này. Kéo cả cái tai nhưng mà xuống cái giấy tai kéo xuống. Rồi áp tai. Áp vào và thả ra. Giữ chặt tay và gõ cái đầu ngón tay phía sau vào ngọc chặt nhá. Đây xem này. Rồi, đấy. Thiếu máu não thì đau đầu gõ thế này, hết ngay. Chóng mặt gõ cái đấy. Đấy là cái bí huyệt này. Tuyệt chiêu đấy gọi là bách minh thiên cổ, tức là nghe như tiếng trống trời đúng không? Lúc mà mình đấy, nghe tiếng trống trời ngàn thu. Chiều này học đúng từ hồi năm 20 tuổi. Rồi 32 tuổi, 12 năm. Gõ trống 12 năm rồi. Hôm lần đầu tiên gõ thấy đã quá. Nghe tiếng trống trời. Rồi. Học kỳ công. Không, gõ vào cái vùng ngọc trầm là cái vùng này chứ không phải gõ vào gáy. Gáy không phải để gõ. Gáy để vuốt, này này, xoay cổ vuốt gáy. Tập đấy với lại tí uống cái thuốc bổ thận của thầy, hôm sau thầy phải mang thuốc xịt nữa. Không nói trước, thuốc xịt, xịt đến đâu không, không đến đấy. Ngày xưa thầy đau mỏi vai gáy, xịt mấy gáy hết. Rất là nhiều vị thuốc hay. Cứ đông y khí công, dinh dưỡng, Phật Pháp, bệnh gì cũng khỏi. Rồi vuốt hai bên này. Vỗ vai gáy. Rồi, xoa nóng. Gần đây ra, bật tay trong trên xuống dưới, mặt ngoài dưới lên trên. Rồi. Nách mạng sườn vuốt ra. Giờ đến cuối năm là có thêm hàng trăm video kỳ công chất lượng. Quay cả cam chơi gặp được quay như này. Mạnh luôn. Thế nhiều người học. Trước và sau. Xoay tròn này, xoay tròn hộ bộ. Đau à? Không sao, hôm sau phải xịt nữa. Mới lại ông uống cái thuốc này một tuần là thấy đỡ rồi. Thuốc bổ thận này, đại bổ thận. Thận khỏe cái là khí huyết nó thông hết đau ngay.
Ừ, những cái đấy không ăn thua đâu, phải đúng thuốc của thầy cơ. Đông y phải khí công nữa, dây trong ra ngoài. Rồi sát nóng này, kéo chân. Nóng hết cả người. Luyện này xong tí còn luyện bì kíp nữa. Bấm vào điểm lõm dưới xương bánh chè này. Dày. Dưới xương bánh chè, ngón trỏ ngón giữa này, bấm vào điểm lõm dưới xương bánh chè. Phải dựng chân này thì mới có điểm lõm. Còn như này là điểm lõm đóng này. Đấy. Thấy lõm chưa? Dưới xương bánh chè. Ừ. Ngay dưới hết chỗ xương là đến lõm. Không cách bao nhiêu phần. Đấy. Đấy, có hết. Trỏ giữa. Ừ. Thấy lõm không? Chỗ không lõm là không phải nhá, ngay cái lõm dưới xương bánh chè. Rồi. Tám âm dao bốn ngón tay. Ừ, tí nữa. Bốn ngón tay ba thốn trong đông y này. Ngón tay trỏ đặt vào mắt cá chân. Điểm cuối cùng ngón tay út là tam âm dao. Bấm vào đấy. Tay phải đo cho chân phải. Ngón tay trỏ đặt vào mắt cá chân. Điểm cuối cùng ngón tay út tam âm dao. Bấm vào thấy nó đã. Ấm ấm tê tê. Nhả dày. Tam âm dao này sẽ cũng gờ có nhá. Chỉ rất là rõ ràng đây này, rất là dễ nhìn mà. Đúng. Đúng. Rồi xuống tuyền, điểm lõm lòng bàn chân. Xuống tuyền. Ấm ở nhà ra tay. Cổ chân. Dưới. Rồi, đấm lòng mặt chân. Huyệt là cái điểm lõm mà. Cứ sờ đúng điểm lõm là được. Ngón trỏ ngón giữa, hai ngón này cơ mà, ông cứ dùng ngón gì đấy. Đấy, hai ngón. Chúc tát hộ cái video này.